Camera ghi lại cảnh một người đàn ông đang chém liên tục vào người phụ nữ trên đường lộ thuộc địa bàn phường Hưng Long, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Vụ việc khiến người phụ nữ tử vong ngay sau đó. Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 3. Khi đó, người dân sống gần trụ sở phường Hưng Long, thị xã Trân Thành hốt hoảng khi thấy người đàn ông hung hãn cầm dao đâm một phụ nữ. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán chạy ra can ngăn, tuy nhiên đối tượng cầm dao rượt đuổi những người can ngăn khiến một số người phải bỏ chạy. Lúc này, một cháu bé chạy ra ôm lấy người phụ nữ. Tuy nhiên, người đàn ông hung hãn quay lại, lấy dựa trên xe máy tiếp tục chém nạn nhân cho đến khi tử vong. Ngay sau đó, công an địa phương lập tức có mặt hiện trường xử lý vụ việc. Theo người dân, nạn nhân là vợ của người đàn ông hiện đã ly dị. Cháu bé chắp tay van xin được cho là con của hai người. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.